Em mới gặp ai mà vui thế? Bạn thân em. Hai đứa hết giận nhau rồi à? Vậy em có bao giờ giận nhau đâu ạ? À? Chỉ là thi thoảng chạy lòng một tí thôi. Quan trọng là cả hai đều rất hiểu nhau. Em có một tình bạn đáng trân trọng đấy. Chẳng lẽ tình yêu của em với anh không đáng trân trọng à? Kia có phải là người yêu của My Thủ Khoa không mà anh? Ủa? Mày ra mà hỏi. Yêu như thế mới gọi là yêu chứ. Anh nhìn thấy kìa. Mấy cái thằng làng nhàng lớp mình làm sao mà đua đòi với My Thủ Khoa được. Thôi tôi đi đây. Ê, từ từ đã. Ra chào hỏi một câu. Người quen mà. Mày ra mà chào. Con đây ạ. Học xong rồi đúng không? Giờ về nhà ăn mặc đẹp, trang điểm vào một tí. Rồi mẹ nhắn địa chỉ, con đến đấy cho mẹ nhá. Để làm gì ạ? Mày có muốn gặp mẹ nữa không hả? Đến đấy đi mẹ chờ. Còn không thì từ giờ trở đi, không mẹ con gì hết. Sao thế em? Mẹ em muốn em gặp mẹ ạ. Em và mẹ đang có khúc mắc gì đúng không? Thì em với mẹ cũng có nhiều vấn đề. Chỉ là em cảm thấy nói chuyện với cả mẹ em không hợp thôi. Thế thì em càng phải gặp mẹ. Hai mẹ con phải hòa giải với nhau, vui vẻ với nhau. Thì anh mới có cơ hội giới thiệu bản thân chứ. Đúng không? Anh đến rồi ạ. Yên tâm đi em, giải quyết cũng nhanh thôi. Cái gì cơ? Không phải là anh đem đi khám thai định kỳ à? Nghe lời đi, giải quyết cho nó dứt điểm. Anh không cần mẹ con tôi nữa chứ gì? Sao mà anh ác thế hả? Trân! Trân!